Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba đụng concept ở bộ ảnh mới Ai Hơn Ai, là những sao nữ đình đám nhất trong thế hệ 9X. Chẳng có gì lạ khi Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba thường được khán giả đặt lên bàn cân để so sánh. Đặc biệt, gần đây, hai người đẹp này đã có màn đụng độ cực gắt khi tung bộ ảnh có concept giống nhau đến 90%, từ kiểu trang phục tới cách tạo dáng. Hãy cùng nhìn lại xem ai mới là người nổi trội hơn nhé. Đầu tiên, nói về Địch Lệ Nhiệt Ba trước nhé. Mới đây, nàng mỹ nữ Tân Cương đã khiến dân tình phải suýt xoa khi đăng tải bộ ảnh mới với bộ váy trắng tinh khôi, khoe khéo vóc dáng hoàn hảo, không chút mỡ thừa và đôi chân xứng đáng điểm 10. Nữ diễn viên tam sinh tam thế, nhìn xinh đẹp, sang chảnh quá đúng không cả nhà? Được mệnh danh là nữ thần sắc đẹp, thế hệ mới của showbiz hoa ngữ, ngoại hình của Địch Lệ Nhiệt Ba thì nổi trội, miễn bàn rồi. Chưa bao giờ khiến người hâm mộ phải thất vọng cả. À, người đẹp Trường Ca Thành còn khéo léo sử dụng chiếc ô trong suốt như đạo cụ, khiến cô càng thêm cuốn hút nữa. Nói thật, một câu thì liếc qua bộ ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba, mình thấy quen quá là quen các bạn ạ. À, hóa ra cách đây mấy hôm, Dương Tử cũng thực hiện một concept tương tự, cùng váy trắng che ô giữa trời mưa. Không biết là ekip của hai mỹ nhân đình đám này tư tưởng lớn gặp nhau hay sao nhỉ? Liếc sơ qua thì trang phục mà Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba khoác lên người khá giống nhau, cùng diện tông màu trắng, khoe xương khoai xanh cực phẩm và thiết kế tay phồng, chắc để phân biệt nhất là bộ dài, ngắn khác nhau. Chưa kể, cả hai mỹ nhân 9X này đều thực hiện bộ ảnh dưới trời mưa và sử dụng chiếc ô trong suốt như đạo cụ. Đặc biệt hơn nữa là cách tạo dáng của họ cũng chẳng khác nhau là mấy. Bảo sao Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba lại được cộng đồng mạng đặt lên bàn cân so sánh. Có nhiều điểm chung nhưng rõ ràng Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn tạo cho khán giả những cảm giác riêng biệt nhờ khí chất của bản thân. Trong khi mỹ nhân Tân Cương sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, sang chảnh, tạo cảm giác hưởng thụ cơn mưa thì Dương Tử lại hoàn toàn khác bọt. Có thể thấy là trong khoảng thời gian gần đây, Dương Tử đã lên hương rất nhiều về nhan sắc nhờ việc kiểm soát cân nặng. Xin dành tặng 1000 cái like cho sự nỗ lực của nàng tiểu hoa đáng 9X này nhé. Dù hai mỹ nhân này mỗi người một vẻ đều xinh đẹp hớp hồn, nhưng cá nhân mình cho rằng mỹ nữ Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn có phần nổi trội hơn về thần thái, khí chất đó nha. Còn bạn thì sao? Bạn thích Dương Tử hay Địch Lệ Nhiệt Ba hơn trong concept này nào? Hãy chia sẻ dưới dòng bình luận nhé! Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.